Xin chào và chúc anh em một tuần mới vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung bản tin đầu tuần. Nhận tin từ Tuchel, MU sẽ ra quyết định với Ten Hag. Cuộc tìm kiếm huấn luyện viên của Man United dự kiến sẽ đi đến kết luận trong tuần này khi có thông tin cho rằng Thomas Tuchel không còn khả năng tranh cử. Sergio Ramirez đã có cuộc đàm phán với cựu huấn luyện viên của Chelsea tại Monaco vào thứ ba để nghe về kế hoạch của huấn luyện viên người Đức cho câu lạc bộ nếu ông được chọn thay thế Ten Và điều này được hiểu là huấn luyện viên người Đức không còn được xem xét để bổ nhiệm vào vai trò huấn luyện viên của Man United nữa. Mặc dù chưa có quyết định cuối cùng về tương lai của Ten Hag, nhưng các quan chức đã nói chuyện với một số người thay thế tiềm năng, bao gồm ông chủ của Brentford Thomas Frank, cựu huấn luyện viên của Brighton Roberto De Zerbi và đồng nghiệp của Tuchel, cựu huấn luyện viên của Chelsea Mauricio Pochettino. Rapid và nhóm Ineos của ông ấy đang tiến hành xem xét vị trí này. Chiến thắng gây sốc của Man United ở trận chung kết FA Cup trước đối thủ Man City đã làm phức tạp thêm vấn đề và được cho là đã thúc đẩy tương lai của Ten Hag. Mặc dù không thể nghi ngờ rằng việc cán ở vị trí thứ 8 có thể được coi là một thành tích rất tệ hại, nhưng các yếu tố giảm nhẹ, đặc biệt là danh sách chấn thương làm tên liệt câu lạc bộ đã được xác định. Sir Jim Ratcliffe và Ineos đang cho rằng nên dành sự phán xét về huấn luyện viên người Hà Lan cho đến khi ông có cơ hội làm việc trong môi trường ổn định, ưu tú và có được sự hỗ trợ tốt nhất mà Sergio và đồng nghiệp đang tìm cách tạo dựng. Trong khi đó, người ta hiểu rằng Duco dự kiến sẽ tạm rời xe bóng đá dù đã có cuộc đàm phán với Rodriguez ở Monaco vào thứ ba tuần trước. Trong cuộc đàm phán, Duco vạch ra kế hoạch nếu được tiếp cận để thay thế Hag. Huấn luyện viên người Đức nói về cách ông ấy sẽ giải quyết các vấn đề khác nhau của Man United và tiết lộ cách sẽ đưa Jordan Sancho bị ruồng bỏ và Mason Mount, người đã cùng làm việc ở Stamford Bridge, trở lại với phong độ tốt nhất. Theo một báo cáo trên tờ Bill của Đức và tờ Mail Sport tìm hiểu chính xác, Tuchel đã lấy cựu hậu vệ của Chelsea, Antonio Rudiger, làm ví dụ về khả năng phát huy tốt nhất các cầu thủ của mình. Tuy nhiên, như đã đề cập, Tuchel không còn tham gia tranh cử vị trí huấn luyện viên của Man United nữa. Ở những nơi khác, thất bại của các nhà quản lý tên tuổi lớn trước đây như Jose Mourinho và Luis Van Gaal cùng với triều đại Ole Gunnar Solskjaer đã dẫn đến giả thiết cho rằng các nhà quản lý trước đây không được cung cấp những công cụ phù hợp để thành công ở sân Old Trafford. Như Mail Sport tiết lộ, công việc quan trọng đang diễn ra vào mùa hè này tại sân tập Carrington của câu lạc bộ nhằm cung cấp những công cụ đó. Người ta cũng chú ý nhiều đến việc tránh lập lại của khủng hoảng chấn thương đã tàn phá đội hình của Ten Hag và liên tục tước đi khả năng ra sân trong hình ưa thích của ông ấy. MU quyết định giao bán Sancho. Trên mạng xã hội X, nhà báo Romano đã cập nhật tình hình tương lai của ngôi sao người Anh. Sau những mâu thuẫn với Erik Ten Hag, tiền đạo Sancho đã nói lời chia tay với Man United để chuyển đến đầu quân cho Dortmund vào tháng riêng. Trong một bản hợp đồng theo dạng cho mượn, tái hợp với đội bóng cũ, Sancho dần tìm lại những màn trình diễn đỉnh cao. Anh trở thành nhân tố quan trọng đưa Dortmund vào đến chung kết của Champions League. Có đó được nhiều câu lạc bộ để mắt đến. Thời gian gần đây, thậm chí còn xuất hiện một số thông tin cho rằng Man United sẽ trao cơ hội cho ngôi sao sinh năm 2000 thêm một lần nữa. Tuy nhiên, nhà báo Romano khẳng định rằng điều đó không thể xảy ra. Phát biểu trên X, ông cho hay Manchester United vẫn quyết định 100% bán Sancho vào mùa hè này, bất kể ai là huấn luyện viên. Hội đồng quản trị của Man United yêu cầu mức phí 40 triệu bảng để Sancho có thể ra đi, với sự quan tâm từ Dortmund cũng như các câu lạc bộ khác. Dortmund dự kiến sẽ mở màn đàm phán nhằm mua đứt Sancho, tuy nhiên cầu thủ người Anh sẽ cần phải giảm lương nếu muốn gắn bó lâu dài cùng với câu lạc bộ vùng rùa Barca định gây sốc bằng cách cướp lấy Mino. Theo nguồn tin của Tây Ban Nha Nacional, Barcelona đã sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị hoán đổi cây sốc để ký hợp đồng với ngôi sao của Man United, Kobe Mino. Braugrana đang tìm cách loại bỏ Rafinha, nhưng phải thất vọng vì không nhận được lời đề nghị nào dành cho thuyền thủ Brazil. Và mới đây, nguồn tin từ xứ Catalan đã đề cập rằng Barcelona đang đề nghị trao đổi Rafinha cộng với khoản phí tiền mặt là 8,5 triệu bảng, khoảng 10 triệu euro để ký đồng với Manu từ Man United. Vào tháng 4, tờ Sport tiết lộ đội bóng chủ sân Camp Nou đã từ chối lời đề nghị trị giá 60 triệu euro từ một câu lạc bộ Premier League cho cựu cầu thủ chạy cánh của Leeds United vì họ định giá Rafinha ở mức 68 triệu bảng tương đương với 80 triệu euro. Giờ đây Barcelona sẵn sàng hy sinh ngôi sao trị giá 68 triệu bảng này cùng với mức phí chuyển nhượng thêm 8,5 triệu bảng để có được Mino tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất trong đội hình của Man United vào lúc này. Rafinha có thể sẽ là sự nâng cấp cho những cầu thủ như Anthony hay Sancho. Tuy nhiên, Manu là một báu vật tại sân Old Trafford và quá khó để cho Man United chấp nhận việc để tuyển thủ Anh rời đi vào lúc này. MU chuẩn bị đưa ra lời đề nghị cho Enesuri, Man United chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 15 đến 20 triệu euro trong nỗ lực ký hợp đồng với tiền đạo Joseph Enesuri của Sevilla. Theo Rudy Galetti. Sevilla sẵn sàng bán tiền đạo này, người được cho là rất muốn chuyển đến Man United. Tuy nhiên, phía câu lạc bộ Tây Ban Nha có thể muốn nhiều hơn số tiền đã được đưa ra để cho phép anh ra đi. PSG tính phá MU vô Prempong Theo Dario is nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã đặt Jeremy Prempong vào tầm ngắm. Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo của Bayer Leverkusen ở mùa giải vừa qua giúp Prempong lọt vào mắt xanh của các câu lạc bộ lớn. Man United là một trong những đội bóng muốn có được sự phục vụ của anh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tuy nhiên, sẽ không dễ để quỷ đỏ thực hiện thương vụ này. Theo Dario AS, Paris Saint-Germain -Saint cũng dành sự quan tâm nhất định cho hậu vệ người Hà Lan. Trong bối cảnh Mukele, nhiều khả năng sẽ rời Park de Pring, còn Ashraf Hakimi chưa thể đảm bảo tương lai. Huấn luyện viên Luis Enrique rất ấn tượng với bộ kỹ năng của cầu thủ sinh năm 2000, đặc biệt là ở khía cạnh hỗ trợ tấn công vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng có thể trở thành phương án thay thế chất lượng nếu tuyển thủ Maroc rời đi. Trên trang Transfermarkt, Frimpong được định giá khoảng 50 triệu euro. Do vậy, với việc nhiều đội bóng sẵn sàng cạnh tranh để đối lấy sự phục vụ của anh, cái giá mà Leverkusen yêu cầu sẽ cao hơn thế rất nhiều. Cô Miner đã nói gì về tương lai khi được mang Man United lên hệ? Tiền về Cô Miner của Atalanta trước đây đã từ chối loại trừ khả năng chuyển đến Frimpong trong bối cảnh có những tuyên bố mới liên quan đến việc anh sẽ chuyển đến Man United, các báo cáo ở Ý cho biết Quỷ đỏ đang chuẩn bị trả tới 59,6 triệu bảng để lôi kéo anh đến với sân Old Trafford vào mùa hè này. MU có nguyện vọng tăng cường các lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm và đang được liên kết với một loạt các lựa chọn. Phát biểu vào đầu năm nay, Miner nói với Telegraph: "Tôi đã nói với Atlanta rằng tôi muốn chuyển đi vào mùa hè tới, nhưng phải có điều gì đó thực sự tốt đẹp." để trao đổi điều đó với Atlanta như thế. Tôi và bạn gái đang có khoảng thời gian tuyệt vời ở Ý. Và nếu như chuyển đến một số câu lạc bộ ở Anh, tôi sẽ phải chịu đựng những cơn mưa. Tôi hy vọng sẽ có những lựa chọn tốt đẹp mà tôi có thể nghĩ tới. Và sau đó, tôi hy vọng Atlanta sẽ nhận được một khoản hậu hĩnh cho tôi, vì tôi sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở đó. Những cột mốc bạn nên biết trong mùa hè. Sau đây là một số ngày quan trọng bạn nên thêm vào nhật ký của mình. Ngày 14 tháng 6, Kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa ngày 18 tháng 6, công bố lịch thi đấu ngoại Anh mùa giải 2024-2025. Ngày 15 tháng 7, trận giao hữu mở màn trước mùa giải của Man United gặp Rosenborg. Ngày 28 tháng 7, trận mở màn chuyến du đấu nước Mỹ trước mùa giải của Man United gặp Arsenal. Ngày 17 tháng 8, mùa giải ngoại Anh 2024-2025 bắt đầu. MU vẫn theo sát với Zizé. Theo Sky Sports, Man United cùng với Arsenal vẫn đang theo sát Joshua Zizé của Bologna trong bối cảnh có thông tin cho rằng AC Milan đang xúc tiến thương vụ mua tiền đạo này. Zizze, người đã ghi 12 bàn sau 37 trận ở mùa giải vừa qua, đã được liên hệ nhiều với việc chuyển đến sân Old Trafford trong vài tháng qua. Có thông tin cho rằng cả Man Judith, và Arsenal vẫn đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến liên quan đến tương lai của tiền đạo này. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng Thuần Hiêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.